Ok, cảm ơn khách đã ủng hộ một cái này gọi là cái gì ta? Gọi là chụp bô, gọi là cái bộ chế hỏa khí máy bay nha. Thì bộ này mình không chắc là có chỗ khác bán nha, nhưng mà sao ta? Nói chung là hàng khá là thú vị nha, để trưng bày cũng được ha, hoặc là khách có thể rã ra để có thể chế đồ nha. Ok, còn khoảng 4 cái nha. Mình quay cho anh khách để anh khách lựa nha, anh khách vừa cọc tiền. Thì cái này là đủ đồ hết nha, mình không có tháo gì lại cả. Ở đây cái này có chỉ có cái này thôi á, là hình như cũng cái dây này nó bắt ở đâu nha. Đó. Chỗ này hơi cứng cứng xíu tại vì bên bãi á, nhưng mà không sao. Nhôm là nhôm carbon nha, nhẹ và cứng. Nhôm carbon. Đó, cái này thì nó mình thấy cũng khá ok. Chỗ này á nó bị hình như nó thiếu cái giống cái này các bạn. Không phải cái này không? Cái này. Không rõ nằm đâu. Còn đây một cái này nữa. Van một chiều các bạn. Cái bộ này van một chiều rất là nhiều nha, nghe rất là nhiều van một chiều luôn. Đó, van này van một chiều, không rõ đâu nó rớt ra, chắc trong đây. Còn chỉ ba bộ nha, ở bốn bộ. Ngoài đây ba bộ, ở trong kia bộ nó bốn bộ. Anh khách xem và lựa giùm nhé. Giá 1,8 triệu một bộ các bạn. Thì bộ này thì nè, cái khớp hồi nãy nè thì nó còn đủ nè, cái hồi nãy thì nó mất, hình như mất cái khớp này hay sao, à hình như mất khớp này chứ, cái trong kia hồi nãy mình nhìn đó, hình như mất khớp khớp này đó. Thì đại khái là như vậy. Này mình để hơi bụi nè, chỗ này thì hơi móp xíu, đủ đồ chưa động chạm nhé. Cái này chắc mình phải tháo ra, tại vì khi vừa gói á, chú ý mấy chỗ này. Thường thường mình sẽ gác tháo ra đặt vào đây cho khách, tại vì nó sẽ cấn á, nó gãy nha, sẽ tháo ra. Hay là cái dưới còn ni lông cả, còn ni lông zin từ 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 hãng luôn nha. Nó có thể lấy cái dưới này cho anh này cũng được nè, nó mình thấy cũng đủ đồ. Thật ra cái nào cũng đủ đồ hết, như nhau hết. Đó. Đây là theo mình biết á, là đây là cái bộ làm mát khí nha, đây là bộ làm mát khí nè. Đây nó tựa tựa như các chụp bô nha, nhưng mà không biết có phải chụp bô hay không. Đây một van một chiều nè, nó chỉ thổi ra thôi. Đó, đây hút vào, đây bộ điều khiển gì các kiểu. Nói chung về trưng bày thì rất là ok nha. Có thể em sẽ lấy cái ở giữa này nè, còn ni lông nè. Còn ni lông này, ni lông từ hãng nha, từ bãi từ hãng nha. Đó. Thì lấy cái này cho anh, nếu mà kiểm tra sơ bộ nó còn đủ đồ. Nói chung là đồ thì đủ, nhưng mà cơ bản có như nó cứng, nó móp, nó gãy gì đó. Những cái đó mình sẽ bán giá tốt sau. Nhưng mà hoặc cái dưới nè, còn mấy chụp bằng vàng nè, anh lấy cái nào thì em lấy cái đó. Ở đây thì hơi chụp trội. Khoảng 28 kg một cái. Đó, cái này là còn cái tem dán của bên hãng các bạn. Nó đánh số. Hay lấy cái này cho anh cũng hay. Nhưng mà cái này thì nó lại không có cái chụp này. Hai cái này thì còn hai chụp vàng vàng. Đó, mới tinh. Ok, quay clip cho anh coi nha. Giá 1,8 triệu một cái bao ship nha. Cái này tiền ship thì cỡ 300 các bạn. Đi toàn quốc cỡ 300. Hai khoảng 20 26 28 ký nha. Những cái như vậy thì nó đưa đưa ra đó, mình sẽ mở ra và bỏ vào trong đây để cho khách về tự ra góp lại. Ok, anh xem nha. Chắc lấy cái này hoặc cái dưới hoặc cái trên đây, cái nào cũng được. Nói chung tùy anh, những hai cái dưới thì nó ok hơn. Đây thì nó để mặt trên nó bụi. Cái trong kia thì lại mất cái co. Ok, anh xem nha.